Những yếu tố của một người làm marketing thành công. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing và mình là Tân. Ở video clip này bạn sẽ tiếp tục được hiểu thêm những cái yếu tố để bạn trở thành một người thành công trong lĩnh vực marketing như thế nào. Và đừng quên bấm like video cũng như subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho team Tân được tiếp tục phát triển và giúp Tân có thể động lực ra thêm nhiều video khác để hướng dẫn với các bạn. Ok, bây giờ Tân cùng các bạn sẽ đi vào cái nội dung chính của video này. Thì những cái yếu tố đầu tiên đó chính là quản lý thời gian. Hiệu quả. Như Tân đã nói, thời gian luôn có 24 tiếng mỗi ngày và bạn không biết cách quản lý thì bạn sẽ không bao giờ làm việc hiệu quả cả. Bạn không biết phân bổ công việc như thế nào và sắp xếp công việc ra sao. Với vậy, kỹ năng quản lý thời gian là một trong những kỹ năng hàng đầu mà bạn cần phải quan tâm, học hỏi và tìm hiểu nghiên cứu. Nên quản lý thời gian tốt là một trong những yếu tố giúp bạn làm marketing thành công. Thứ hai là lập danh sách việc cần làm. Bạn phải lên danh sách ngày hôm nay làm gì. Viết bao nhiêu bài chuẩn sale hay là lên bao nhiêu cái chiến lược hoặc là nghiên cứu bao nhiêu từ khóa các kiểu rõ ràng minh bạch để các bạn có thể nhìn vào đó và các bạn có thể triển khai một cách mà thuận lợi nhất và không bị trì hoãn, không bị rối rắm và cũng không bị khó hiểu. Tiếp nữa là không ngừng học hỏi. Đặc biệt trong cái lĩnh vực marketing là một cái lĩnh vực mà phát triển liên tục và không ngừng. Cứ mỗi ngày trôi qua là luôn có một cái mới dành cho các bạn. Mặc dù những cái kiến thức nền tảng thì nó vẫn còn đó, nó vẫn không thay đổi, nhưng những cái liên quan tới kỹ thuật, liên quan tới cập nhật, liên quan tới công cụ thì nó sẽ ra đời mỗi ngày và từng ngày nó sẽ thay đổi, nó sẽ khác đi, buộc các bạn phải liên tục học hỏi là như thế. Tiếp nữa là giữ sức khỏe tốt và tinh thần lạc quan. Điều gì cũng vậy, sức khỏe là một trong những yếu tố cần thiết và quan trọng để bạn có thể làm được nhiều việc hơn. Và tinh thần lạc quan là một trong những điều cần thiết giúp bạn làm marketing được tốt. Bởi vì sao? Bởi vì marketing các bạn phải sáng tạo rất nhiều. Bạn phải dùng não rất nhiều, phân tích, sáng tạo, tư duy rất là nhiều. Nếu tinh thần các bạn không ổn, không lạc quan thì bạn không bao giờ làm marketing được tốt cả. Tin Tân đi, Tân đã trải qua những giai đoạn đó rồi và trải qua những cái thời điểm như thế rồi và mình chứng kiến là mình không làm được gì cả khi mà cái tinh thần mình đi xuống. Bởi vì vậy, bạn phải giữ được cái tinh thần lạc quan thì cái khả năng làm việc bạn mới cao và bạn mới đạt được nhiều thành công. Tiếp nữa là kiên trì vượt qua thử thách khó khăn. Bởi vì trong bất kỳ lĩnh vực nào, không chỉ riêng marketing, đều có những khó khăn và thử thách cả. Nhưng với marketing, cái khó khăn và thử thách nó có thể là cao hơn so với một số ngành khác. Bởi vì sao? Bởi vì đôi khi, ví dụ, bạn chạy một cái chiến dịch quảng cáo, bạn set up rất là tốt, tất cả mọi yếu tố rất là ok, mà kết quả lại không như mong muốn. Bạn tìm cái lý do vẫn chưa có thể tìm ra. Bạn chưa thể tìm ra bởi hai thứ. Thứ nhất là có thể khả năng bạn chưa đạt tới. Thứ hai là do những cái việc mà kỹ thuật phân phối bị thay đổi một cách đột ngột và bạn chưa cập nhật. Những khó khăn đó xảy ra, bạn phải kiên trì tìm hiểu và khắc phục nó, đi hỏi thăm hay là đi lên những cái group thông tin để có thể là nắm bắt được tất cả những cái xu hướng, những cái thay đổi đó. Thì cái việc bạn phải vượt qua nó là cái việc cần thiết và cái việc bạn phải làm. Và để làm được điều đó thì các bạn phải có tính kiên trì. Kiên trì mới mang tới cái thành công cho các bạn được. Điều tiếp theo nữa là có mục tiêu sống rõ ràng. Dĩ nhiên bạn phải có mục tiêu cuộc sống, bạn sẽ là ai, bạn sẽ đạt được những gì và bạn sẽ có được những gì trong tương lai. Cho dù bạn làm marketing hay không làm marketing thì bạn đều phải có mục tiêu cuộc sống thì bạn mới có thể đạt được thành công trong công việc và nghề nghiệp của chính chúng ta. Điều nữa là luôn khen ngợi người khác. Bạn biết cách khen ngợi người khác thì bạn mới được công nhận. Và bạn biết cách khen ngợi người khác thì bạn mới trân trọng được những giá trị mà họ đem tới. Người đó có thể là người quen của bạn, không nhất thiết phải là đồng nghiệp các bạn, không nhất thiết phải là nhân viên các bạn, mà người đó có thể là người quen các bạn, bạn bè các bạn, họ hàng các bạn, anh em các bạn. Những điều đó là những điều cần thiết trong cuộc sống để tinh thần, sự yêu mến, trái tim, tâm hồn của bạn trở nên
nó đẹp hơn, trở nên nó nhiều ý nghĩa hơn, và cái cuộc sống của các bạn đa dạng và nhiều màu sắc hơn khi các bạn biết cách khen ngợi một ai đó. Tiếp nữa là tinh thần hợp tác win-win. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Đây là một điều rất là quan trọng trong tất cả công việc và đặc biệt là marketing. Với marketing, bạn không thể nào bạn làm hết tất cả mọi việc. Giống như Tân nói các bạn là Tân làm về marketing online và đa kênh, có nghĩa là tất cả các kênh Tân đều có thể triển khai được. Tuy nhiên thì Tân sẽ không làm hết tất cả các kênh được, mà Tân chỉ đứng vai trò là quản lý, nhân viên, chi phối công việc cũng như là kiểm soát cái vấn đề chất lượng, chứ Tân không trực tiếp làm việc đó. Và cái tinh thần hợp tác win-win có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ như là SEO, Tân đủ sức làm SEO nhưng mà sẽ không làm về SEO, sẽ làm về mảng digital và mảng social media. Còn với SEO thì Tân sẽ liên kết với là một cái công ty khác của những người em hay những người bạn chuyên về lĩnh vực đó. Và khi có những khách hàng liên quan tới lĩnh vực đó thì Tân có thể là kết nối với họ để làm việc với nhau. Thì đó là tinh thần hợp tác win-win, đôi bên đều có lợi. Và họ cũng như vậy, khi có khách hàng liên quan tới social media, tới digital marketing thì họ sẽ làm việc với bên Tân và hai bên cũng sẽ có lợi. Và như vậy chúng ta sẽ cùng phát triển, và tinh thần đó là tinh thần giúp cho chúng ta thành công. Và cái cuối cùng đó chính là giúp đỡ người khác đạt được thành tích. Khi bạn có cái tư duy mà giúp người khác đạt được thành tích thì bạn mới có thể phát triển và bạn cũng có thể là đạt thành tích họ. Một cái ví dụ đơn giản là bạn có nhân viên đi, và nhân viên của bạn đang làm tốt thì bạn hãy búp họ lên. Họ đang có một cái mong muốn là trở thành là trưởng phòng, hoặc là mong muốn trở thành là trở thành là người chiến thắng ở một cái cuộc thi nào đó, thì bạn hãy hỗ trợ họ để đẩy họ lên, giúp họ đạt được cái ước mơ của họ hay là cái mục tiêu của họ. Thì khi đó, ví dụ Tân ví dụ nha, họ lên được chức trưởng phòng, họ đạt được cái mục tiêu đó thì cái khả năng mà cống hiến của họ dành cho công ty sẽ nhiều hơn, và từ đó thúc đẩy doanh số tăng trưởng hơn và bạn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn. Thì như vậy bạn đến cuối cùng bạn vẫn là người được hưởng lợi. Hoặc với cái thành tích ở cuộc thi, thì với một người nhân viên của bạn đạt được một cái thành tích cao ở một cái cuộc thi nào đó thì với bản thân bạn cũng được tự hào, và cái uy tín của bạn, công ty của bạn nó cũng sẽ được nâng cao hơn, và từ đó nhiều khách hàng tìm tới công ty bạn hơn. Đó là cách mà bạn sẽ phát triển người khác và giúp đỡ người khác. Thì trên đây Tân vừa liệt kê cho các bạn những yếu tố để giúp một người làm marketing được thành công, và người này sẽ là những người mà sẽ lên cái chức quản lý, trưởng phòng hoặc là giám đốc công ty trong tương lai. Nếu mà chưa có điều kiện mà tự thành lập công ty thì chắc chắn các bạn sẽ có được những vị trí đó trong tương lai. Hoặc nếu bạn đang là chủ doanh nghiệp, bạn đang là chủ công ty, thì bạn phải có những đức tính này thì những cái chiều sâu của các bạn mới phát triển, và những cái về sau về công việc của các bạn, về sự nghiệp phát triển, về doanh số các bạn mới có thể tăng trưởng được. Ok, nếu giá trị video clip đang mang lại cho bạn rất nhiều điều bổ ích thì hãy bấm like video để ủng hộ cho Tân, cùng với đó là subscribe, đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những video hướng dẫn và chia sẻ khác về marketing online và kinh doanh online trên kênh Tân Nguyễn Marketing. Hãy để lại comment về cái cảm nhận của bạn khi cái giá trị này trao đến bạn trong video là gì, và những câu hỏi của bạn liên quan tới những yếu tố của một người thành công trong marketing là sao. Tân sẽ kiểm tra hết tất cả những comment đó và trả lời hết cho các bạn. Và nếu có những câu hỏi mà liên quan cần sự sâu sắc hơn, cần cái độ chi tiết hơn thì Tân sẽ làm những video liên quan để hỗ trợ cho các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn và xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.